Phiến quân Houthi cảnh báo Mỹ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt và trả đũa. Trợ lý của lãnh đạo phong trào Houthi ở Yemen hôm qua ngày 2 tháng 1 cho biết Mỹ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt và trả đũa sau khi đánh chìm 3 tàu của Houthi và tiêu diệt 10 thành viên của họ tại Biển Đỏ. Ông Safa Ansuvi, thư ký của thủ lĩnh Houthi Abdel Malik Al Houthi, tại một cuộc họp báo ở Sana, Yemen cho biết những hành động liều lĩnh của Mỹ thay mặt Israel đang làm ảnh hưởng tới vận tải quốc tế và sẽ bị trả thù tình hình đã tới mức Mỹ phải dùng tới việc quân sự hóa biển đỏ và những hành động liều lĩnh của Mỹ đã ảnh hưởng tới hàng hải quốc tế, phục vụ lợi ích của kẻ thù Israel. Mỹ là nguồn gốc gây ra vấn đề và gây rối loạn, làm xáo trộn an ninh trên đất liền và trên biển. Họ đã phạm sai lầm lớn khi nhắm vào lực lượng hải quân vũ trang của chúng tôi, những người đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ ở biển đỏ vì mục đích an ninh hàng hải. Với hành động này, Mỹ đã bắn vào chính mình và mang nguy hiểm cho chính lợi ích của họ. Họ sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt và trả thù, ông Safa Ansufi cho biết. Trước đó, máy bay trực thăng của Mỹ đã để lùi cuộc tấn công của phiến quân Houthi được Iran hậu thuẫn và một tàu container của hãng vận tải Maersk ở Biển Đỏ, đánh chìm 3 trong số 4 chiếc thuyền và khiến 10 phiến quân Houthi không qua khỏi ngày 31 tháng 12. Trận hải chiến xảy ra khi những kẻ tấn công tìm cách lên một tàu treo cờ Singapore của hãng Maersk. Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ kể từ tháng 11 để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với Hamas khiến các công ty vận tải lớn phải đi tuyến đường dài hơn và tốn kém hơn thay vì đi qua kênh đào Suez. Biểu tình của người Palestine trên khắp bờ Tây sau khi nghe tin thủ lĩnh Hamas Arouri không qua khỏi. Người biểu tình Palestine trên khắp bờ Tây đã xuống đường biểu tình vào đêm qua ngày 2 tháng 1 sau khi nghe tin thủ lĩnh cấp cao của Hamas Saleh al-Arouri bị tiêu diệt. Saleh al-Aroury đã bị ám sát vào tối qua trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Israel vào vùng ngoại ô phía nam Beirut, thành trì của nhóm phiến quân Hezbollah đồng minh của Hamas ở Liban. Hàng trăm người Palestine đã xuống đường và tuần hành về phía Aurora, quê hương của Saleh al Họ mang theo cờ của người Palestine và hô khẩu hiệu. Saleh al-Aroury là quan chức cấp cao trong ban lãnh đạo của Hamas và cũng là một trong những người sáng lập cánh quân sự lữ đoàn Qassam. Năm ngoái, Mỹ đã treo giải 5 triệu đô cho bất cứ ai cung cấp thông tin về nhân vật này. Israel từ lâu cáo buộc thủ lĩnh Saleh al-Rori thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào công dân Israel, nhưng theo Hamas, Saleh al-Rori cũng là trung tâm của các cuộc đàm phán về chiến sự Gaza và trao trả quân tin. Mặc dù ít có ảnh hưởng hơn so với các thủ lĩnh Hamas ở Gaza, Saleh al-Rori vẫn được coi là nhân vật chủ chốt của Hamas, từng chỉ đạo các chiến dịch ở bờ Tây sau khi sống lưu vong tại Syria, thổ nhĩ kỳ, Qatar và cuối cùng là Liban sau thời gian dài bị giam giữ trên các nhà tù Israel. Israel chưa bình luận và thường không xác nhận hay phủ nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công như trên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm về tình hình ở Biển Đỏ. Đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, hiện là Chủ tịch Hội đồng Bảo an cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể họp sớm nhất trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 1, về tình hình Biển Đỏ. Theo đại sứ Pháp tại Liên Hợp Quốc, rất có thể Hội đồng Bảo an sẽ họp về vấn đề này sớm hơn. Chúng tôi sẽ xác nhận điều này, nhưng tôi nghĩ tình hình đã rất tệ, đã có sự tái diễn các hành vi vi phạm và hành động quân sự trong khu vực này. Và tất nhiên, chúng ta không để yên như thế, chúng ta phải hành động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đưa tàu chiến tới Biển Đỏ, làm gia tăng căng thẳng cho khu vực khi các tàu tiếp tục tránh tuyến đường thủy quan trọng. Cuối tuần trước, Hải quân Mỹ cho biết họ đã bắn chìm 3 tàu của lực lượng Houthi khi đó đang cố gắng xông lên tấn công một tàu chở hàng ngoài khơi Yemen. Những vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái và tên lửa khiến các chủ tàu phải thay đổi lộ trình di chuyển theo tuyến đường dài hơn qua mũi Hảo Vọng ở Nam Phi thay vì qua kênh đào Suez ở Ai Cập. Trong diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình tại Biển Đỏ, hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết tàu chiến Anbo của nước này đã tiến vào Biển Đỏ, thời điểm căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Iran khi Mỹ tố cáo Iran tham gia sâu vào việc lên kế hoạch cho các hoạt động tấn công các tàu thương mại ở vùng biển này. Tàu chiến Iran hoạt động ở các vùng mở nhằm đảm bảo an ninh Biển Đỏ, đảm bảo các tuyến đường vận chuyển, chống cướp biển và thực hiện các nhiệm vụ khác. Động thái của Iran diễn ra trong bối cảnh từ tháng 11 đến nay, lực lượng Houthi ở Yemen do Iran hậu thuẫn đã liên tục nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại đi qua Biển Đỏ nhằm thể hiện sự ủng hộ của họ đối với nhóm hồi giáo Hamas trong cuộc chiến với Israel. Mới đây, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, Jack Sullivan cho biết, Mỹ đang đàm phán với các quốc gia về việc thành lập lực lượng hàng hải để hộ tống tàu thuyền đi qua Biển Đỏ an toàn. Tuy nhiên, đề xuất của Mỹ đã vấp phải sự phản đối mạnh từ phía Iran. Bên cạnh tình hình leo thang căng thẳng tại Biển Đỏ cũng như cuộc xung đột giữa Israel và Hamas đang có nguy cơ lan rộng khi ngay ngày đầu tiên của năm mới 2024, phía Israel đã liên tục đẩy mạnh các cuộc tấn công vào giải Gaza để đáp trả các cuộc đột kích của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Ngoài ra còn có nguy cơ các nhóm cực đoan khác trong khu vực trỗi dậy do bị thúc đẩy bởi chủ nghĩa cơ hội hay sự bất bình của các nhóm vũ trang. Áp lực quốc tế đang gia tăng đối với Israel nhằm hạn chế thời gian và cường độ giao tranh trong bối cảnh toàn cầu phản đối kịch liệt việc người dân Gaza bị mắc kẹt trong tình trạng nguy hiểm tột cùng, không có nguồn cung cấp quan trọng hoặc khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Khi dịch bệnh lây lan qua các trại nhân đạo đông đúc, Bất chấp điều này, Israel đã tăng cường nỗ lực của mình và tuyên bố cuộc chiến với Hamas sẽ diễn ra ác liệt trong nhiều tháng, thậm chí là cả năm 2024. Nguy cơ xảy ra xung đột rộng hơn ở Trung Đông đang leo thang, trong bối cảnh ngay càng có nhiều cuộc tấn công lẫn nhau xuyên biên giới giữa lực lượng Hồi giáo Hezbollah và lực lượng phòng vệ Israel ở biên giới Liban-Israel. Các cuộc tấn công ủy nhiệm của những nhóm vũ trang ở Iraq, giống như những cuộc tấn công gần đây vào đại sứ quán ở Baghdad, đang trở nên táo bạo và phổ biến hơn, và các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi tại Yemen nhằm vào các tuyến đường vận chuyển toàn cầu qua Biển Đỏ và kênh đào Suez có thể khiến giá năng lượng tăng vọt. Thưa quý vị, liên quan đến việc gia nhập nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS ngày 1 tháng 1, năm quốc gia ở khu vực Trung Đông Châu Phi, bao gồm Ai Cập, Ả Rập Xê Út, UAE, Iran và Ethiopia đã trở thành thành viên chính thức của BRICS. Nhóm này hy vọng đóng vai trò then chốt trong hệ thống kinh tế tài chính toàn cầu. Ngày đầu năm mới 2024 đánh dấu một sự kiện quan trọng đối với Ai Cập và bốn quốc gia khác nằm ở khu vực Trung Đông, Châu Phi, bao gồm Iran, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Ả Rập và Ethiopia khi chính thức gia nhập nhóm BRICS. Theo đó, các quốc gia này sẽ bắt đầu làm việc với tư cách thành viên đầy đủ của nhóm BRICS, hiện do Nga đứng đầu sau khi tiếp nhận vai trò chủ tịch từ Nam Phi. Trước đó, đặc phái viên của Nam Phi tại nhóm BRICS cũng xác nhận các quốc gia Ai Cập, Ả Rập, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Iran và Ethiopia sẽ gia nhập nhóm BRICS kể từ ngày 1 tháng 1. Năm quốc gia này đã cử đại diện cấp cao tới tham dự cuộc họp của nhóm BRICS diễn ra tại Nam Phi vào đầu tháng 12 vừa qua, đồng thái thể hiện rõ ràng việc các nước đã chấp nhận lời mời gia nhập vào khối. BRICS là một nhóm các nền kinh tế mới nổi quan trọng trong hệ thống kinh tế tài chính toàn cầu. Trước khi kết nạp thêm 5 thành viên mới, BRICS đã chiếm khoảng 30% quy mô kinh tế toàn cầu, 26% diện tích lãnh thổ và 43% dân số thế giới, đồng thời sản xuất hơn 1 phần 3 sản lượng ngũ cốc toàn cầu. Thưa quý vị và các bạn, tác phẩm Người suy tư của nhà điêu khắc Rodin đã được tái sinh ở Chile để trả lời các câu hỏi thông qua trí tuệ nhân tạo về tương lai. Theo đó, bức tượng người suy tư của tương lai được làm từ kim loại, cao 3,2 m và nặng 250 kg. Người dân địa phương đã đến gần bức tượng để đặt những câu hỏi về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thời tiết hay là phạm vi của trí tuệ nhân tạo. Theo đó, bức tượng người suy tư của tương lai được làm từ kim loại, cao 3,2 m và nặng 250 kg. Người dân địa phương đã đến gần bức tượng để đặt những câu hỏi về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến thời tiết hay phạm vi của trí tuệ nhân tạo. Tôi nghĩ giọng nói đó sẽ giống với giọng nói được sử dụng bởi Google, nhưng không, nó có giọng trầm. Nó thực sự khiến bạn bất ngờ. Tôi đã hỏi nó về biến đổi khí hậu và thời tiết ở Santiago. Những người tạo ra bức tượng này đến từ một studio có tên Bla, chia sẻ họ hy vọng rằng nó sẽ giúp xóa bỏ kỳ thị về AI bằng cách đưa công nghệ đến gần với mọi người mục đích của bức tượng là đưa chúng ta đến gần hơn với trí tuệ nhân tạo có nhiều người sợ nó hoặc họ không biết ý nghĩa của nó với tác phẩm này chúng tôi có thể mang những công cụ và công nghệ này ra đường phố rất nhiều thứ bạn sử dụng ở nhà có thể dựa trên các công cụ trí tuệ nhân tạo vì phổ AI rất lớn. Trong thế giới AI có rất nhiều kỹ thuật, những kỹ thuật đơn giản như toán học hoặc những kỹ thuật phức tạp có thể kể đến như học sâu, là deep learning hay queer learning, tức là máy học bằng cách bắt trước một hành vi.